Bạn sử đấy từng ngọc này và thằng ngày này các nhóm xôm lực dục ông bì cả ăn vót nông cá thua xâm nền thịnh và nông cá ăn vót thua xâm nền thịnh chứng dương nông dục classy address dô màu ăn vót và dương đang hay tha classy address miền IP address cho nực nông nông miền bảo mán miền đằng ấy tha IP address classy mối miền cho nôn bảo mán và không bạn là sợp IP sợp tầng ngõ nữa và chân dương ai miền rupu môn và tam rupu môn cái tha IP tầng ngõ IP sợp cứ sma đồng pi sài gòn h và chốt đồng lai h sma đồng bấm ai kì và hay hay chốt đồng pi sài gòn h đó pi nó cứ sma đồng ai cứ sma đồng IP để dương ai pra bàn IP để ai bà bàn. Hả lấy dừng mờ. Thả ta đồng lại age xâm rạp class C ở trẻ ní. Miên đồng lại bọn mẹn. Và xâm rạp class C nâng ạ. Khi ta subnet mạng rồi bọc class C sau xe chế binary number cưng chế. Và dùng tôi tam rụp bổ môn. Và dùng tam rụp bổ môn nì. Và ní cứ chia network bit นี่คือ network bit របស់ class C ហើយនេះគឺជា host bit របស់ class C នៅចាំតារាងរបស់យើងទេថា class C address មាន network ចំនួន 3 ខ្ទង់ ក្នុង 1 ខ្ទង់ 1 ខ្ទង់ មានចំនួន 8 bit អញ្ចឹង network bit ស្មើនឹង 24 ហើយ host bit មាន 1 ខ្ទង់ ចុងក្រោយគឺ 8 bit បាទ 8 bit អញ្ចឹង នាំឲ្យតម្លៃ h cứ smart năng host bit mà h cứ chia đầm lấy nè h cứ chia chấm nguồn bit robot host nơi nóng network rồi có subnet nà mùi và h nó cứ chia chấm nguồn bit robot host nơi nóng network rồi subnet nà mùi à lấy dùng mở classy address miễn subnet mà và phần nữa đài miễn host bit chấm nuôn phẩm bầy chẳng đầm lại h cứ chưa chấm nuôn bit rồi bỏ họ dài chẳng nuôn ai đầm lại h mà nó phẩm bầy bà à lớp dương ưu thị hò mùi mà rối cái sắp bí chất mà rối hốc sắp phẩm bầy chất mua chất sốn sắp mà phải buồn à lớp dương anh ấy chi classy default nữa nè bà à lớp dương mơ thà sắp mà phải buồn nóng ban bí nè này cứ bán màu bí network bit nâng ạ để dân sẽ xe slack cả lại nâng miền này thá chia chồng nuôn bit robot network và xôm tra một chỗ bát thà cả lại để dân sẽ xe slack bị khăn khối ní cứ chia chồng nuôn bit robot network mần mến chia chồng nuôn bit robot host mần mến chia đầm lấy robot h đài và xôm côm cho lòng cả lại nâng ná chân slack mà phải buôn cứ binary number chấm nuôn mà phải buôn đại chia network bit bạn chứng cái tha một rồi cái giờ pi cho một mấy cho mua cho mà phải host bit rồi bỏ ví đại chia đồng lại h mà nó phẩm bảy chứng total number rồi bỏ IP address cứ sma nó pi sợi cồn h chứng pi sợi cồn phẩm bảy sma nó pi hai IP address đại chấm nuôn không dùa pi lớn nè và how many IP address in one network for this class C? Cứ miễn pi rồi 256 IP address. Và pi rồi 256 IP address. Chứng nôm ai IP address đại dương miễn miễn chạp pi lệch một rồi cài pi chạch một rồi hốc sắp bấm bấy chạch mua chạch sâu rồi hốt tất đó một rồi cài pi chạch một rồi hốc bấm bấy chạch mua chạch pi rồi 256 cứ IP sở rộp đang ọc nông mũi network rồi bọc class C. Bên tay dương miên IP mỗi tiết cứ một rồi cài sập pi cho một sầm bấy cho mua cho mua rồi hậu đó mua cho pi hai sập buồn cứ đỏ pi chân đỏ first IP đỏ last IP chân cứ nửa sau tổng man cứ dương pra việt bà này usable of host IP address nâng cứ đỏ pi nâng đỏ hàng đam nâng hàng chồng và vía cứ chỉ usable IP address
Micron tại chỉ example mới đại độ strong bị class full address đại bộ size thay hết ấy ban chỉ IP address robot classy nhưng ai prao ban chấp bị lệch mới đòi bị hạ sự buồn cứ đòi dùng từ lâu rồi muốn bị này và bị này ở đây nhưng mà từ lâu ưu ho mới tiệt và nhưng mà từ lâu ưu ho mới tiệt đại dương prao custom subnetting và dương đọc xong chân bị classy đọc đài và dương đọc xong chân bị classy đọc đài thà ta IP address miên cho nguồn bảo mạng không mỗi sub network đại dương thư sub netting hỏi nâng á và chân dương nâng mới rụp bảo môn đọc đài cứ IP sở rộp cứ xa mà nâng pi h IP đại bảo bán xa mà nâng pi h đọc IP và ở lại dương mơ ưu thị hò mười cái sập bảy chốt mười sập bảy chốt mười chốt sáu slam mười bảy âm bài mình slam mười bảy buồn ở lại nó slam mười bảy bảy custom vi hai ta slam mười bảy thăm mấy và sân bài dương sập slam net ma bà mà pay bằng bảy bit nè mà pay bằng bảy bit IP được bao dương cứ IP version buồn IP version buồn miên man bit cứ miên sam sẽ bị bit à lấy dương ban mà pay bằng bảy bit hai dương là khóa man bit tiết cứ khóa buồn bit tiết bà khóa buồn bit tiết cứ chia được bao host hai bà chứ sập máu network mới này đại smart cam cái ao máu miên IP nâng sập net mát cứ slam mà phải bảy nấy miền network bit chấm nuôn mà phải bấm bảy nâng host bit chấm nuôn buồn và host bit chấm nuôn buồn và chứ nuôi mọi đồng lại ấy chứ smart nó bấm an tử và cứ thả ấy cứ chưa chấm nuôn bit từ bỏ host nơi khnóng network cứ có khnóng subnet nà mùi à lấy những khơi nhảy thả host bit bỏ dương miền mà bit cứ buồn bịt và cứ buồn bịt chứ nuôi mọi h mà nó buồn chứ total IP không mỗi subnet nâng cứ miễn đọc và mỗi IP address và đọc và mỗi IP address chứ network đại kê sở xe này mà nó cứ miễn ta đọc và mỗi IP tê để ai pra bàn và để ai pra bàn chứ cái thang all IP address in one network cứ miễn lệch nào đó lệch nào cứ miền bị lệnh mà rồi cài pi chạy mà học sập mầm bấy chạy muối chạy sốn rồi hô tới đó mà rồi cài pi chạy mà học sập mầm bấy chạy muối chạy đập pram và anh nó cứ all network cho ba sân chỉ IP để pra ban mình và miền bị lệnh nào đó lệnh nè cứ đọ first đọ last tranh từ cứ nó sao bị lệnh mà rồi cài pi chạy mà học mầm bấy muối chạy muối rồi hô tới đó mà rồi cài pi mà học mầm bấy muối chạy đập buồn và cứ IP để dương ai vô tới pra bàn và nếu cứ chia cả bộ sái nâng thua lùm hát này sắp là thi ngay và dương vô rụp bộ môn nâng vô mà ăn vọt và rụp bộ môn nâng mà ăn vọt dương mơ slide mùi tiết và cái thang nít cứ subnet 1 chốt subnet 2 và chốt subnet 2 cứ bật to mà tiên mà mà rồi cái pi mà không bấy cho muối cho đập vào muối nè là hốt đó xa mùi muối cho xàm pi là hốt đó xa xa phẩm bấy dân tử bật to thì sắp nét tí muối sắp nét tí pi sắp nét tí bấy xong muối số thà hạt ấy ban chỉ dương ai miền lệch ai tự tu ban lệch ai phía trái ní dương bỏ sài nơi cả lại nè bà những bộ sai chỉ muối nắng rụp mồn và trong lực do ở vậy để dương ban là tập hợp làm bánh bánh máu thà dương mến miền IP address rốt cứ một rồi cái pin hồng bấy mua chạy sốn là hậu đang mua chạy đập ram IP để phở bán cứ lệch bằng này hai sọp máu cứ IP này mua network cứ bán đập một mũi address tệ và chân dương mơ từ lâu rụp mồn về ta cứ thưa mắt bàn chân lệch năng màu và đồng bông smart cam cái ao lệch bằng năng máu dương tới convert IP address để cái ao máu tới chia binary number một rồi cái pi một hộp bảy mua chạy số convert tới chia binary number cứ smart bằng này và khi nhóm node này tốt
4 bit ni cứ mau bị host bit ni ba cứ host bit ni chăng sub subnet mask របស់វាគឺយើងស្គាល់ហើយគឺលេខប៉ុណ្ណឹងចឹងដំបូងឡើយយើងទៅរក first ip ជាមុនសិនបាទហេតុអីបានជាមានពីលេខនេះដល់លេខនេះអញ្ចឹងមិនបានដឹងថាចប់ត្រឹមលេខ15អញ្ចឹងយើងត្រូវរកលេខ first ip គឺ first ip គឺយកលេខ binary number ហ្នឹងសរសេរជា binary មកហើយ first ip address យើងមើលទៅលើ bit ដែលជារបស់ host មានប្រមាណ bit បើសិនជាកន្លែងនេះសរសេរ0ក៏ដោយ1ក៏ដោយមកកន្លែង first ip នេះយើង turn វាទៅជា0ទាំងអស់ចំនួន4 bit ខាងក្រោយហ្នឹងណាទោះអានេះមានលេខ1ក៏ដោយ1ទាំងអស់ក៏ដោយអានេះ turn វាទៅជាលេខ0ទាំងអស់4 bit ហ្នឹងទៅតែក្រៅពីហ្នឹង28 bit ខាងក្រោយនេះរក្សាចំនួន binary number នៅដដែលបាទចំនួន binary នៅដដែលអញ្ចឹងជួន last ip វិញ last ip វិញហេតុអីបានជាឃើញលេខ15គឺ4 bit ខាងក្រោយនេះ turn វាទៅជាលេខ1ទាំងអស់ទោះវាស្មើ0ផង1ផងក៏ដោយបាទឲ្យវាទៅជាលេខ1ទាំងអស់ទាំង4 bit ហេតុអីបានយកតែ4 bit ដោយសារ host bit របស់យើងមានតែ4បាទអញ្ចឹងturn វាទៅជា0ទាំងអស់คลายទៅជា first ip ឬក៏ network ip turn វាទៅជាលេខ1ទាំងអស់របស់ host bit ហ្នឹងคลายទៅជា last ip ឬក៏ broadcast ip អញ្ចឹងយើងអាចបំលែងទៅពី binary number ទៅជា decimal number វិញទៅអញ្ចឹង 192.168.0192.168.1.15យើងបូកបញ្ចូលគ្នាទៅគឺស្មើនឹងលេខ15ហើយនេះបាទលេខ15បាទលេខ15បាទអញ្ចឹង first ip លេខប៉ុណ្ណេះណា last ip លេខប៉ុណ្ណេះបាទចំណែក subnet mask របស់វាវិញនេះយើងធ្លាប់តែឃើញslide ពីមុនមកនិង slide ខាងលើនេះគឺជាសរសេរជា binary numberតែពេលនេះយើងសរសេរជា decimal number វិញមិនមែន255255250ទៀតទេសម្រាប់ slash 28នេះហេតុអីបានជាឃើញ240នេះយើងបូកទៅ128បូក64បូក32បូក16ស្មើនឹង240បាទអញ្ចឹង 255.255.255.240នេះជា subnet mask ដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងដែលយើងប្រើប្រាស់ slash 28ហើយយើងអាចប្រើបានចាប់ពីលេខណាដល់លេខណាពីលេខ1ដល់លេខ14បាទនេះជាការបកស្រាយសម្រាប់192.168.1.0 slash 28ថាយើងអាចប្រើបានចាប់ពីលេខណារហូតដល់លេខណានិង IP សរុបមានចាប់ពីលេខណាដល់លេខណាដោយប្រើរូបមន្តបាទ first ip last ip បែបនេះបាទឥឡូវយើងមើលបន្តមកទៀតបាទឧទាហរណ៍មួយទៀតយើងមាន 192.168.1.97/26បាទអមមិញចុច0យើងដឹងហើយចុច0វា0ស្រាប់ហើយ0ស្រាប់វាអាចជា first ip តែម្ដងបាទឥឡូវយើងមើល slash 26មានន័យថា network 26 bit host 6 bit អញ្ចឹងដឹង host 6 bit ហើយចឹងតម្លៃ age វាស្មើនឹង6ហ៎អញ្ចឹង2សេគុណ6ស្មើនឹង64 ip address ក្នុងមួយ subnet បាទក្នុងមួយ subnet អញ្ចឹងយើងត្រូវរកអីគេមុនតើ IP នឹងប្រើបានចាប់ពីលេខណាដល់លេខណាហើយ IP សរុបមានចាប់ពីលេខណាដល់លេខណាខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងមើលតើ first IP មានលេខណា last IP មានលេខណាឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាដំបូងយើង convert ពី binary number របស់ subnet mask ទៅជា decimal វិញបាទ subnet mask គឺ255255192ណា128+164ស្មើនឹង192ឥឡូវយើង convert IP address ដែលគេឲ្យមកនេះ
tới chia binary number đảm bấy swine rock first IP nâng last IP và chốt mở rồi cài sắp đi cho mở học xong với chốt mua chốt cài phụng bóng mà nâng lệch bởi bởi này khi nhóm nốt cái này này tốt xong chám cứ hoss bit này anh cứ miên bởi mùi bit chứng nhìn thua đôi mạnh chứng anh ấy dương ọt khóa tha cái này này miên lịch mùi rư lịch sâu này thế ọt khóa chứng first IP ao dư ta chưa lịch sâu này thế anh ấy dương vì bịt khẳng mục ní, nơi đã xa đó đá, sôn muối đã xa đó đá à ní, mùi sôn 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 mùi sôn ní cứ lục vì cháu tôi chỉ đặt đi lấy sôn tiếng ọc vinh và nút việc khai được chí first IP dài và khai chí first IP dài chứng dùng mới last IP vinh thua đôi khí nè à ní, lấy phần mạng cái đó ọt quality ai vì tôi chỉ lấy mùi tiếng ọc chùm nôn phần mùi bịt nâng chẳng sôn phần mùi bịt mùi phần mùi bịt và tôi bị dùng thua hình chân hai dùng convert binary number rồi bỏ first IP ní nâng last IP ní tới chứa decimal number vinh ta sma nâng bảo mến cứ sma nâng mở rồi cái bí mở học bổng bấy mua cho học sập buồn mà mua cho học sập buồn mà ní mở rồi cái bí mở học bổng bấy cho mua cho học sập buồn mà nên trong ní mình học sập buồn nế lịch mua này học sập buồn cho last IP bột tới khơi bảo mến và last IP cứ một loại cái pin mà học bấm bấy mua chất một loại mà phay bấy sorry một loại mà phay một pal nhưng không mua tặng oh đỏ ta này mua cứ bây giờ hai sập phím đỏ ai một loại mà phay bấy tới là sáu một loại mà phay pal bạn à lâu nhưng không last IP nhưng không first IP ấy chứ như cho ba chị đang ấy thà ta IP à vì miền chập bị lệch nát lâu đó lệch nè cứ miền chập bị học sập buôn đó một rồi phải bật đại kê sơ xem rồi cái pi mà học bấy chọn mua chọn cài một pal nè làm phải một mối nè chớm thời chớm á mình và con tha first IP với con network IP miền tung trong khối lệch sâu nụ tê và cá bây giờ riêng IP lực môn nút cứ dương thua với khơi tha class A, class B, class C đó tung trong khối đăng đã lấy sâu này xong mẹp first IP năng có bằng test cả để dương thua xăm nét thính mình và có thả lấy sâu chỉ first IP tì à lời ní cứ một rồi cái pin mà học sập buôn sorry một cái pin mà học bấy cho mua cho học buôn ní chia first IP vinh và chia first IP last IP một rồi phải và chút IP để prai ban vẫn cứ miên bị lấy nào để lấy nhé, cứ miên chập bị lấy rồi cái pin rồi học bấy cho mua cho học sập hẻm rồi hết tất đó rồi cái pin rồi học bấy cho mua cho mà rồi mà pay bấm mua mình men rồi pay per day dùng đỏ first đỏ là chân và chứng dùng bạn đang hái trong pua ưu tiên họ năng lùng hát đài là dân thuơ ông bí sắp nạch thình và bật sân ba miên sầm nua năng chấm ngọt ấy ai à, comment xua các nhóm bạn này và bởi bùa dân năng thuơ viên nơi vị tổ bật tọa tiệt và tràn chương năng tiền và chẳng bật sân ba miên sầm nua xong comment xua mà chẳng xâm rạp lùng hát sắp nạch thình IPv4 và xong chạp tập này và đọc quần